ôi tiền mua được bao nhiêu mảnh đất, cứ sống sân si mai ta cát bụi. Hãy chào cô chú anh chị, bà con cô bác trong nước ngoài nước đang xem kênh của Hải. Thì cô chú anh chị ơi, thì kênh của Hải mới làm rất là nhỏ, thì Hải mong cô chú anh chị bà con cô bác xem kênh của Hải, nhớ bấm like cho Hải, đăng ký kênh cho Hải. Hải rất cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Thì Hải xin chúc cô chú anh chị bà con cô bác trong nước ngoài nước ngày mới vui vẻ và khỏe mạnh và làm ăn phát tài phát lộc. Thì bữa nay Hải qua cập nhật căn nhà của mẹ anh Sen, thì căn nhà của mẹ anh Sen bà ổn, thì Hải nói làm tiền chế thôi, thì số tiền không đủ cô chú anh chị, chỉ là vô sân vô nền và lọc mái thôi. Thì còn cô Thảo thấy như vậy thì cô Thảo nói mỗi lần làm mỗi lần khó, thì cô Thảo có gửi tiền cho Hải là 3.000 đô để giúp xây căn nhà cho mẹ anh Sen, có nhà tường che nắng che mưa. Tại cô Thảo thấy gia đình của mẹ anh Sen cũng rất là khó nên cô Thảo rất là thương. Hải rất là cảm ơn đến tấm lòng vàng của cô Thảo đã gửi tiền cho Hải giúp đỡ căn nhà cho mẹ anh Sen. Thì cô Thảo không phải là đại gia đâu cô chú anh chị, cô Thảo cũng đi bằng mướn thôi, nên cô Thảo thì có bao nhiêu thì cô Thảo giúp bao nhiêu, cụ ít lòng nhiều. Thì gia đình mẹ anh Sen thì bữa nay thì được căn nhà tường rồi, thì cô Thảo gửi cho Hải là 3.000 đô để cho xây căn nhà tường cho mẹ anh Sen đó. Căn nhà thì cái kinh phí thì nó chưa có đủ chứ vậy, thì mong Hải quay video này lên mong cô chú anh chị bà con cô bác trong nước ngoài nước xem được video của Hải, thì chung tay giúp đỡ mẹ anh Sen thêm cái phần giống như là dán gạch hay là lót gạch gì đó của chúng chị. Thì tiền bao nhiêu thì Hải làm bao nhiêu, thì Hải cũng muốn làm cho mẹ anh Sen được căn nhà tường cho nó chắc chắn hơn đó. Thì bữa nay cũng cô Thảo gọi phone cho Hải là Hải cho xây luôn rồi đó, xây hết toàn bộ chúng chị. Bên đây này là phần nhà trước nè, còn phần bên đây nhà sau đó, nhà sau này nè, nhà sau và nhà vệ sinh. Tại vì nhà mẹ anh Sen bề ngang cũng rất là rộng và bề dài cũng dài luôn, làm cho hết đất luôn cho mẹ anh Sen ở ngoài này mình cho nấu bếp củi. Bữa nay thì Hải xây tường luôn rồi. Thì cô Thảo nói mỗi lần làm mỗi lần khó, làm đi con, kệ đi cô, con làm đi. Thì cô gửi cho Hải là 3.000 đô đó để cho xây nhà tường cho mẹ anh Sen luôn đó. Thì rồi anh em đang xây nữa anh chị đó. Mẹ anh Sen đang ý mà sắp gạch lên này đó. Thì gạch đổ ngoài này, xe gác vô đổ ngoài này, mẹ anh Sen đang làm này anh chị. Dạ. Bà đang làm gì vậy? Gạch gạch cho nó gọn gọn chút nè. Dạ. Để đi đi chút cho cô Ly nó đem vô. Khỏi làm đâu. Rồi tôi làm vậy cho nó khỏe trong mình chút. Dạ. Rồi không luôn nói đâu. Dạ. Rồi bà đang nhức lưng rồi làm gì không nhức lưng hả? Đang làm chứ. Dạ. Cho nó khỏe trong mình đi. Dạ. Rồi cô Thảo gửi tiền cho tôi á. Khoan. Cô Thảo gửi cho bà hổm 300 đô đó. Dạ. Để cho bà đi mua đường, mua nước đá. Dạ. Khỏi nấu nó, khỏi nấu mì cho thợ ăn đâu ha. Bà chỉ dạ. Có nước đá uống được rồi. Bà già cả mất công lắm. Khỏi nấu cơm cho tụi con ăn đâu, tụi con làm xong tụi con ra ngoài ăn. Thôi vậy con mừng dữ lắm. Dạ. Cái tiền đó tại cô Thảo cho gửi cho bà để mua dầu mỡ với mua thuốc uống á. À. Thuốc dán gì dán lưng đó. Có. Giờ hết nhất chưa? Có. Dạ. Thì bữa nay con qua báo. Con qua báo tin mừng cho bà đó. À. Là bà hổm con nói nhà bà làm tiền chế thôi. À. Nên cô Thảo có gọi điện cho con là làm nhà tường luôn đi. À. Tại vì mỗi lần làm mỗi lần khó lắm. Nên cô Thảo có gửi cho con là 3.000 đô. Để làm nhà cho bà. Tiền cho tôi 3.000 đô đó tôi mừng dữ lắm rồi. Dạ. Rồi tôi mới uống thuốc rồi thấy mà gạch cục gạch tùm lum la. Dạ. Cho nó gọn gọn chút. Tiếp dọn hả? Tại vì tôi quen tay rồi. Cái tay vừa múa cái miệng vừa nhai à. Dạ. Tay làm thì hàm nhai hả? Bây giờ nhai cũng nhai không đứt. Dạ. Mà múa cũng múa không nổi ngồi chỗ được. Dạ. Dạ bà hết chất lưng chưa? Còn hả? Thôi đừng có làm nữa, để con làm cho bà ơi, bà vô nhà đi. Vô đi ngồi đi. Tại tôi quen rồi. Dạ. Yeah. Bà thấy có đội thợ Hải xây tường cho bà rất là mừng. Rồi tiếp sắp gạch sắp dây lên nè. Còn dữ lắm. Dạ. Bữa nay anh em đang xây chứ chị.
hôm qua mới kêu gạch lại nè, tại bà hổm thì hải nó không có xây nên không kêu vật tư, chỉ kêu cát với đá thôi đó. Nên cô Thảo kêu xây luôn đi, mỗi lần làm mỗi lần khó, sẵn xây cho bà căn nhà tiền luôn cho nó chất lượng hơn. Mới đi phòng mặt tiền này, bà Thảo đang xây mặt tiền cái gì, đi phòng khách để đang bơm nước vô, để lên nền cao mình bơm nước rồi đầm rồi mới vô bê tông cho nó chắc cái nền lại. Đi phòng ngủ thì phòng ngủ mình làm hai phòng, nhưng mà hai phòng mình làm một cửa thôi, để hai bên giường nè, cho mẹ anh xin một bên với chị anh xin một bên đó, đường đi thì ngay giữa, nên làm cái phòng bự luôn và làm một cửa thôi. Đây nè phòng ngủ nè, một phòng đi thì cái đường đi mình đây nè, đi phòng khách đó. Thì bà Hổm thì Hải tính làm tiền chế thôi, kinh phí nó không có đủ, nên cô Thảo cứ gọi phone cho Hải thì gửi cho Hải là 3.000 đô đó, thì làm cho bà căn nhà tiền luôn đây. Ở sau này phần nhà sau Hải xây luôn này cũng như vậy, và vô đất thêm đó, làm cho mẹ anh xem đủ tiện nghi luôn, không cho ra ngoài trước nấu cơm nữa. Nên thì Hải thì khả năng thứ Hải thì giống như giúp được bao nhiêu Hải giúp, một công hai công vậy đó. Thì Hải đi làm cũng phải kiếm tiền nuôi vợ nuôi con với chị đó, nên nhà mẹ anh xem thì Hải thấy hoàn cảnh của mẹ anh xem rất là tội đó, giống như bà ngoại mình đi đó. Mẹ anh xem khổ hồi nhỏ tới lớn, năm nay bà 88 tuổi rồi mới có căn nhà, đường cha nắng cha mưa chú chị thấy rất là tội đó. Hồi xưa biết hôm nay con nông cực khổ lắm, đi cắt lúa mưa và đi dậm lúa thôi đó. Nhà đâu có ruộng đất gì đâu mà có tiền xây căn nhà, nên bà rất là vui. Tại vì hoàn cảnh của bà giống như hoàn cảnh của Hải giống như vậy, mình thấy giống như người đó, nhưng hoàn cảnh của mình rất là thương đó, rất là thương. Mà tính mẹ anh xin thì không có tham lam nữa, như vậy thì Hải qua tâm sự với bà mới biết là bà nói là hồi xưa thì ba lúc mẹ anh xin giận nói con có gì ăn hay là không có gì ăn con đừng có than cho người ta cười thôi con đó, nên mẹ anh xin nói là không có than với ai hết, không ai giúp đỡ mình được đâu. Bà đang ngồi chứ không biết chị à, bà đang ngồi đi không biết chị à. Con chào bà. Ờ, nhỏ tới lớn chưa từng có thông thương in năm nay hả? Dạ. Mà thông thương gì? Mang bệnh mỗi ngày nhất. Dạ. Tại vì bữa hổm thì con nói làm nhà tiền chế thôi. À. Thì bà nói chỉ là cái nóc với cái nền thôi. À. Còn cái vách thì tôn. Bây giờ thì cô Thảo gọi phone cho Hải là cho con đó. À. Là gửi cho con 3.000 đô. À. Làm nhà tường cho bà luôn. À. Bây giờ ví dụ 3.000 đô là con làm nhà tường, ngồi thiếu kinh phí tô bà ra tiền ha. Không có tiền tô á. Không có tiền tô thì chị xây gạch thôi. Được vậy là vậy á. Nhưng mà mưa hết tạt rồi. Trời được vậy mừng quá trời con. Bây giờ không đủ tiền tô bà đi bán củi mua xi măng cho con rồi. Tô ha. Hết rồi tôi chịu rồi. Hả? Tôi thua rồi. Ngồi lúc trước bà đi bán củi mà. Bán củi lúc đó mạnh giảng. Dạ. Bây giờ đi quẹo qua bên. Lúc trước mình bán ngày 5 mét, 5 thước, bây giờ mình bán ngày 2 thước thôi. Nghe này bà, bây giờ đi lượm cũng lượm không nổi đó, không nổi nữa mà. Khom xuống không được, khom xuống cái lưng nó nhất, phải không? À, đó. Nó kẹo một bên, đúng không? Thì bà đừng có làm bác cái gạch đó, để con ngom vô, bà đừng có làm nữa. À. Và cả khom lên khom xuống nhất lưng á. À, tôi quen cái tánh tôi rồi. Thôi, ngồi đi coi giám sát thợ làm thôi. Ngồi không yên. Dạ. Thấy coi, con cháu nó mần mệt á. Coi ai làm kỹ không kỹ nói với con đuổi, đuổi việc. Con nào cũng thương hết. Dạ. Cháu nào cũng thương hết. Dạ. Không phải thương đó, mình cháu ruột cháu gì đâu. Dạ. Con ai cũng vậy à. Dạ. Là lại tới trong nhà bà rồi á, in là con ruột cháu ruột vậy không. Dạ. Tánh tình bà vậy đó, hồi nhỏ tới lớn. À. Quen rồi. Con thấy lúc này thấy bà mặt bà hơi vui ha, vui vẻ ha, có nhà mới vui, vui vẻ phải không? Quá trời mừng, không biết là có cái gì mà phân biệt được. Dạ, được căn nhà tường mừng lắm ha. Mừng nó khỏi nói đâu. Dạ. Cái coi rồi nãy.
Cô Thảo cho tiền tôi cảm ơn nhiều lắm, mà tới chừng tôi 3 hàng đô tôi cũng mừng lắm. Rồi tôi được nhà ở tôi mừng á, cảm ơn không hết nữa. Tới cảm ơn trong nước ngoài nước, cô Thảo cho tiền tôi mừng nhiều lắm. Mà tới chừng tôi chết đi tôi không quên ơn cô Thảo đó, tôi nhớ mãi mãi à, suốt đời của tôi. Vậy tôi làm tới chết đi tới sống lại chưa có nhà ở nữa, bây giờ cô Thảo cho tôi mừng dữ lắm rồi. Tại vì tiếng Việt á tôi không mới gì lắm. Tôi cảm ơn vợ chồng cô Thảo hạnh phúc, được mạnh giỏi, mà ăn có tiền có bạc, tới đâu có vui vẻ tới đó. Tại vì bà biết không, cô Thảo cũng là đi bằng mướn chứ không phải là đại gia gì đâu. Đó, tại vì cô Thảo thấy hoàn cảnh của bà thì bà rất là tội, con cũng thương bà lắm. Tại vì bà năm nay 80 mấy tuổi rồi, chưa có cái nhà tường để mình ở cho nó chắc chắn hơn, trời mưa trời gió đó. Nên nhà bà lúc trước con vô con thấy nền nó thấp nữa, mà chuột bơi. Thì con cũng là trong chứng nghèo ra nên con thấy hoàn cảnh đó con rất là đáng thương. Tại vì con thì con mong giống như là con để có sức khỏe để con đi làm giúp xây nhà từ thiện. Đó, tại vì con thì mình một công hai công con giúp đỡ được 1 triệu 2 triệu, còn nhiều quá thì con không có khả năng đó. Bây giờ giúp 1.000 tiền uống cặp hai bà cũng mừng, cái suốt đời của bà không quên đâu đó. Nên mình làm phước thì có bao nhiêu thì giúp bao nhiêu, giống như của ít lòng nhiều đó bà. Nhưng cô Thảo thì khả năng cô Thảo thì có bao nhiêu thì cô Thảo giúp bao nhiêu, còn một cô chú anh chị nào muốn giúp thêm thì hãy nhận thêm để làm cho bà được căn nhà nó hoành tráng hơn các bà. Bà không có mà đòi cái gì hết á. Cho nhiêu hưởng nhiêu. Cũng mừng quá trời mừng ơi, đòi hỏi gì nữa, tại hồi đó cực khổ quá trời cực rồi. Nữa đêm 3 giờ đêm thì đi tới ruộng rồi. Ngồi ngốc đó đợi người ta kêu công mới được công cắt, có khi 7-8 giờ mới được công. Tới chừng về tới nhà là 5-6 giờ loại bỏ không à, công đôi tới quýt, quýt tới công đôi. Hồi đó loại bỏ không hả? Thì hai cái xe mẹ cho đó đi loại hoài. Hai cái xe nào mọn thôi. Hai cái xe mẹ cho là hai xe nào? Mày chỉ coi hai xe nào. Hai xe này nè, 10 ngón. Đó là xe ba mẹ chia cho đó hả? Dạ, mẹ chia cho đó, có cái xe đó mới chạy tới giờ. Dạ, cái xe này chạy hoài mà không hư á. Không hư, bây giờ ẹo rồi. Chịu thua rồi. Chứ bây giờ chạy tới 80 mấy năm rồi. Không, 88 hả? 88 rồi. 88 năm rồi nó ẹo bên nè. Ẹo bên. Cái sườn là muốn mục rồi vậy. Chưa mục đâu. Chưa mục đâu, còn được. Còn gắn. Gắn thì nó dính. Dạ. Bà nói chiếc xe ba mẹ cho là hai cái bàn giò đó. Xe 10 ngón đó. Đó, xe bỏ á bà. Xe bỏ. Xe này là chị đổ nước đổ cơm vô thôi. Xe này chạy bền lắm, bây giờ chịu thua rồi. Chịu thua rồi. Chịu thua. Dạ. À, nói gì nói chịu thua rồi. Đầu hàng rồi đó. Đầu hàng rồi. Chứ 80 mấy năm rồi. Đó. Mà bên dòng họ tôi á tuổi cao lắm á. Dạ. Đẹp cái cặp mắt nhắm một bên rất chịu không nổi. Thì vô mắt. Không có đâu, thì vài bữa nữa cô Thảo gửi thuốc cho con đem qua cho bà nữa. Nha, cho thuốc bổ mắt. Đó, bà ở ngoài bà lấy mắt kính nó đeo đi, đừng cho cái bụi nó vô. Kính nó đeo đi, đừng có sợ hư. Nó ưa rớt sợ bẻ. Không, không sao, lấy dây thun cột có sao. Rồi cái thuốc kia cô Thảo kêu dặn gì nè, là uống thuốc viên á là 1 ngày 2 viên. Còn cái thuốc gói đó, thuốc bịch đó ban đêm hay uống người ngủ. Cô uống nhiều quá, bà uống nhiều quá sợ nó ngủ hoài luôn á. Uống nhắc nhắc à. Dạ. Ban ngày đừng có uống, ban đêm hay uống. Tối ăn xong uống đi. Người cô Thảo nói ngày gói à. Ngày gói được rồi. Gói hả? Hai gói buồn ngủ dữ lắm. Rồi vài bữa nó có Thảo gửi qua thêm, con đem qua cho bà thêm. Tôi nói chị xương khúc đỡ lắm phải không bà? Ngủ được hả?
Ủa thì ngon mà nó nhất. Hết thuốc nó nhất hả? Tại bà làm nặng quá rồi nha, hồi xưa. Chứ làm nặng quá. Chặt lúa ba dạ hả? Rồi gánh đồ thì thằng em ghẻ nó dở lên không nói, tôi cũng gánh nổi nó đi te te đi. Tới sắp vỗ. Dạ xa. Rồi đâu có phải đường mòn vậy, lỗi á. Hồi đó xình không á bà? Xình. Cái đường người ta kêu bằng đường trâu phải không? Đường trâu tới đầu gối. Đường trâu đi á, trâu nổi tới đầu gối á. Đi lúng hoa lúng dạ. Đó. Có gì làm nhà rồi dư tiền để hầm ngăn lại ha. Nhai xưa. Để nhai xưa nha vậy. Đó bà. Có chở bà đi chồng ngăn lại. Được không? Rồi để dành. Bây giờ bà chồng ngăn thì là mấy người chồng ngăn phía mãi á, tại mình chồng nhiều quá. Đó, bây giờ một hàm này phía mãi bao nhiêu cây? Đó. 12 cây giống nhiêu. Đó. Bây giờ hết trơn mà còn mấy cây vậy? Ô gãy khúc khúc nó còn cả chục cây à. Dạ. Có gì làm nhà? Con Vinh hả? Làm nhà xong là dư tiền con chở bà đi chồng ngăn lại luôn. Đi chồng ngăn. Dễ ăn thịt, ăn gì? được không? Chịu không? Thôi, không có chồng đâu. Chồng đi nó phiến mãi, mình chồng nhiều nó phiến mãi à. Vậy bà giữ gìn sức khỏe bà ha. Ăn uống nhiều vô ha. Nó có Thảo kêu cho tiền bà để cho bà uống nhiều vô. Đừng có dành dụng nữa, dành tiền nữa, mua đồ ăn nhiều vô đi. Đừng ăn cà phê nữa ha. Cà phê lâu lâu ăn lần được rồi. Có cà phê đâu, có ai kiếm. Bà hổm thế em xin kiếm cà phê cho bà đó, bây giờ đừng ăn nữa. Kiếm mà tôi đâu có ăn đâu. Không ăn hả? Dùng làm con. Vậy hả? Rồi vậy đi bà ha. Rồi. Cảm ơn chị. Dạ. Đây là thầy Hải đang xây cho anh chị. Thầy Hải rất cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Thời gian qua đã xem kênh của Hải. Thì video Hải cũng dài rồi, Hải xin khép lưu tại đây. Mong cô chú anh chị và con cô bác xem video nhớ bấm like cho Hải và đăng ký kênh cho Hải. Thì Hải thấy hoàn cảnh khó khăn, Hải quay lòng cầu nối với chị. Hải xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.